Ô, cái này hấp dẫn nè. Cái này gì chị? Cái này nè, cho biết cái này liền đi. Hai cảo tôm cái này. Hai cảo thịt. Còn này chị? Xíu mại khô. Nè. Ba màu vàng nè, có ba cái đường xanh xanh nè. Đó. Mẹ coi nha. Tôi thấy nó ăn quá, tôi chịu không nổi. Tôi bị ứ nước miếng. Thấy cái bánh giò này hấp dẫn quá, hơi review cho các bạn xem chi tiết nha. Ok. Đây cái bánh giò này cho camera heo ăn nha các bạn. Đó, bây giờ chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Than Thuốc Bổ nha. Thì hôm nay tôi đang rất là đói bụng. Đó, bây giờ là hôm nay là tôi có hứng thú rồi đi ăn vặt. Bây giờ tôi có online trên Facebook và tôi phát hiện được một cái tiệm bánh rất là siêu cute. Đó, hay nghe nói là mình chỉ nghe nói là để một cái tủ bánh rất là nhỏ mà nghe nói là nhiều cái loại bánh rất là cute, phô mai que lắm. Thì bây giờ mình sẽ thử. Đó, cái tiệm bánh nằm bên kia kìa. Đó. Đó, các bạn có thấy cái tiệm bánh nằm nhỏ ở bển không? Nhỏ xíu đó. Thì bây giờ mình sẽ qua bển. Mình sẽ ăn hết mức có thể của mình để coi mình ăn được bao nhiêu cái bánh. Mình sẽ ăn sạch cái tủ đó nha mấy bạn. Ok, bây giờ đi qua bển nha. Vào đây nha. Đi vào đây. Bây giờ là cái tủ bánh này là các bạn có cảm thấy là nó siêu cute như tôi nói cho mấy bạn nghe nãy giờ chưa? Bây giờ nó có rất là nhiều tầng nha các bạn, đây tôi đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tầng nha. Bánh này bánh Thọ Phát hả chị? Đúng rồi, bánh Thọ Phát. Là bánh này là mình là đại lý của một cái chi nhánh này, chi nhánh là hợp đồng làm đại lý bánh lẻ Thọ Phát. À, đây là hợp đồng đại lý bánh lẻ của Thọ Phát nha các bạn. Bây giờ mấy bạn sẽ xem mình kéo từng một cái ngăn ra mình coi trong đây có bán cái gì nha. Ok. Ở đây nè các bạn. Đây. Để cho em tự nhiên xíu nha. Đây. Đó. Đó, bạn quay sát lại cho các bạn coi giùm tôi. Cái bánh màu xanh này là cái gì chị? Bánh nhân đậu xanh. Bánh màu trắng này? Nhân dừa. Này là bánh bao hết đúng không? Đúng rồi, bánh bao hết. Còn bánh màu tím này chị? Nhân khoai môn. Nhân khoai môn, bánh màu vàng. Nhân bí đỏ. Nhân bí đỏ, còn bánh bao bánh màu trắng màu này. Chai. Bánh bao chai. Ờ, có bán bánh bao chai luôn nha các bạn. Màu xanh lá cây nè chị. Bánh bột không. Bánh này bánh da. Bánh bao cà vé. Bánh bao cà vé hả? Nhân vô đó là xong một ngăn nha. Đó, tôi sẽ review chi tiết luôn cho các bạn coi. Đây, cái bánh màu hồng có con heo dễ thương là gì chị? Bánh bao có nhân trứng sữa. Rồi cái màu trắng này giống bánh con nhím nhân trứng sữa luôn. Bánh bao con nhím này này chị. Này là bánh bao mặn, bánh bao màu trứng. Còn cái màu đen này, cái bánh bao màu đen. Bánh mè đen. Ờ. Thì cái này cũng giống cái này phải không? Còn cái màu vàng này chị. Bánh kim sa. Đó. Bây giờ mình sẽ đi tiếp ngăn thứ ba nha. Đó, cho các bạn coi hết luôn. Ủa, cái này là giống ở trên rồi đúng không? Này là bánh bao mặn. Này là bánh con nhím giống nãy rồi. Rồi, ok. Này có bánh bao mặn nè. Bánh bao hai trứng. Bánh bao hai trứng với bánh bao mặn. Bánh bao trứng cút, trứng muối, trứng cút xá xíu. Trứng cút, trứng muối, trứng cút xá xíu nha các bạn. Đây, ngăn thứ tư. Ô, cái này hấp dẫn nè. Cái này gì chị? Cái này nè, cho biết cái này liền đi. Hai cảo tôm cái này. Hai cảo thịt. Còn này chị? Xíu mại khô. Còn này là giống ở trên rồi. Rồi, ok. Hả? Ôi còn một cái này nữa. Còn cái này nữa nha các bạn, này là gì chị? Bánh giò. Ok, bánh chưng bánh giò. Bánh giò sơ đúc đi. Lấy cái bánh giò luôn đi chị. Cái bánh giò. Đây anh cặp hũ cho. Đó. Đây, nè để xuống các bạn nha các bạn. Cái này cầm tiếp cho chị, cái này ở trên luôn. Cái thứ ba. Cánh mua nhím đi chị ơi. Lấy cái nhím đi. Tại em ăn nhiều quá, em sợ em ăn không nổi á. Ok. Lấy con heo cho em. Con heo. Best seller dạ. Ok. Cái này lấy cho em cái màu vàng. Cái màu vàng. Ok, rồi mình ăn tạm thời là như đây trước đi nha các bạn. Đây. Rồi chị cho em hỏi chị lấy cái nước chấm này là cái nước chấm gì vậy chị? Nước tương pha. Nước tương pha. Ở nhà mình tự làm. Dạ rồi. Ok. Có hành cháy nữa kìa. Đúng rồi. Rồi chị cho em miếng hành cháy rồi, đi. Rồi nghe rồi. Ok. Bây giờ tôi sẽ cố gắng ăn hết mấy cái này cho các bạn xem nha. Lấy một cái bánh con heo với bánh con nhím. Đó.
thấy không, đang review mà có một vị khách tới mua là bánh con heo với bánh con nhím nè. Các bạn nhìn hấp dẫn không, đủ màu sắc luôn. Thì hồi nãy chị chủ quán đã giới thiệu cho các bạn nghe là từng cái tên loại của từng cái bánh ở đây nè nha. Bây giờ mình không có nhớ hết được, bây giờ mình ăn rồi mình cảm nhận từng cái để các bạn coi thôi. Nè, tôi sẽ ăn cái này trước nha. Há cảo gì nè, trong trong nè, này là kêu gì quên rồi chị. Hai cảo thịt đó, chấm miếng tương nha, cái này hấp dẫn quá. Ok, cảm nhận cái hai cảo cái thịt này liền nha. Ngon á, cũng đó lắm, khá lâu rồi chưa ăn hai cảo các bạn ơi. Theo mình nghĩ là ở đây có một cái bàn ăn nè. Thì mấy bạn chiều rảnh này nọ, mình rủ bạn bè gia đình của mình lại đây, mình kêu chị này bán ra, để tại bàn mình ăn liền tại chỗ luôn, nó mới ngon đó. Nóng nóng rất là ngon nha các bạn. Bây giờ ăn miếng há cảo rồi, bây giờ mình qua cái bánh bao màu hồng này nha. Bánh bao con heo đi, tạm thời mình kêu nó vậy đi, để mình sẽ bẻ nó ra rồi trong đây có cái gì nha cho các bạn. Vô bẻ đầu con heo ra nha. Đó, theo mình đoán đây là đậu xanh nè, bảo đảm là đậu xanh nha. Ok, review chi tiết liền. Mình sẽ chừa nửa cái này cho con camera heo nha các bạn. Camera heo đang quay đó, chừa nửa cái cho nó ăn nha. Cái này mà ai mà mê ngọt á, vô quất này là vô bài liền, ngay bon luôn. Về quá, về quá. Rồi, bánh bao này. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Nè, bánh bao màu vàng nè, có ba cái đường xanh xanh nè. Đó, bẻ ra nha. Ủa, này cũng nhân đậu xanh luôn hay sao chị? Nhân bí đỏ với sữa. Còn này là nhân đậu xanh đúng không? Cái đó là trứng sữa. Trứng sữa đúng không? Nó cũng em thấy nghe mùi nó có đậu xanh trong đó chút xíu hay sao á. Dạ dạ dạ. Bí đỏ nè mấy bạn. Cái này khác này một xíu. Cái này là hình như mình cảm giác là nó ngọt hơn cái này một xíu nữa. Ngọt á. Ai mà có sở thích ăn ngọt là mấy bạn quất cái này vô là ngay bon liền. Khỏi chạy đâu chứ. Quá nhiều rồi. Đây, cục há cảo thứ hai nha. Tại vì mình kêu rất là nhiều đồ ăn, mình sẵn sàng review hết luôn cho các bạn coi. Thì mình phải biết lựa cách ăn nha. Ăn miếng há cảo, ăn miếng bánh bao, rồi sau đó là ăn miếng bao, quay là ăn miếng há cảo. Chứ các bạn mà dồn hết há cảo, dồn hết bánh bao là mấy bạn ăn không hỏi đâu. Nó thảo ngon lắm. Thì nói cái nước này là nước tương ba nhà làm nha, thì bỏ miếng tương ớt với lại đồ chua vô. Ok, bây giờ tới cái bánh bao này. Tôi sẽ ăn mọi thứ nửa cái nha, chừa cho bạn tôi ăn đó nha. Cái này là nhân gì chị? Giống con heo luôn em. Giống con heo hả, mà màu khác đó đúng không? Vậy là cái này giống con heo các bạn ơi. Thì mua cho mấy em bé nít nhà thấy hình dáng màu sắc này rồi mấy đứa nó khoái lắm các bạn, giống con heo nãy mình ăn rồi á. Này mè đen hả chị? Đúng rồi, còn cái nhân nó trong sao chị? Là mè đen
này lạ nè các bạn. Để từ từ cho tôi ăn nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Uống miếng nước đi. Cameraman có muốn ăn quay không? Hả? À? Không chịu không? Tôi quay cho cameraman ăn phụ luôn nè. Đây. Mè đen nè. Nè. Đó này nhìn đúng thú vị luôn nè. Nhìn hấp dẫn không? Cái này đậm đà nhất không ạ. Cái này cái hậu nó đậm đà nhất nè. Các bạn ăn cái này vô là các bạn cảm đảm bảo các bạn là các bạn cảm nhận là nó khác hết mấy cái kia. Nãy giờ ăn vô cái này là bảo đảm đậm đà nhất. Ăn này là nhớ cái này liền. Mè đen. Bánh bao mè đen nha. Vô một viên hắc ảo nha. Nó ăn quá nhiều rồi. Môn môn. Môn là gì chị? Nhưng khoai môn. Khoai môn là cái nào chị? Cái màu tím mà. Nhưng khoai môn kìa. Rồi bây giờ còn viên há cảo nữa. Vậy gì hai cảo luôn. Cái cục há cảo nè mình mới ăn này có nhiều thịt nè. Chất lượng luôn, ba chất lượng luôn. Quá trời thịt luôn á. Thì chị bán ở đây tặng cho mình một cái bánh này là có tên gọi là bánh bao hoàng kim. Thì hồi nãy trong cái số bánh mình kêu chị là đem qua cho mình đó là chưa có bánh này. Thì khi mà mình quay mình thấy cái bánh này thì mình hỏi chị thì chị có nói là cái bánh này là bán chạy nhất ở đây nha mấy bạn. Bánh bao hoàng kim nha. Thì trong đây nó có cái gì chị? À, nhân trứng muối với sữa. Nè. Trứng muối chảy với sữa. Đó, quay cho các bạn xem nha. Đó, thì bánh bao hoàng kim nha. Các bạn nhớ nha, cái này là chị nói là bán chạy nhất. Để mình ăn mình review luôn cho bạn xem biết nó là như thế nào. Ok. Nó đậm đà hơn. Nó cũng theo mình cảm nhận nó cũng tha ná hai cái này nè các bạn. Nhưng mà nó đậm đà hơn. Đó. Đậm đà hơn hai cái này. Thôi cái này tôi ăn hết cá luôn nha bạn. Mấy cái kia ăn nửa cái chưa được rồi, cái này ăn hết cái nè. Đúng rồi mấy bạn phải ăn rồi, mấy bạn phải ở đây nha. Ăn ngay tại chỗ luôn. Nóng lắm. Nóng ăn được phê. Cảm nhận được liền. Các bạn biết mấy cái bánh này không? Mình mà để nguội á. Mà bạn nào không biết rồi, bạn nào mua mà đi về xa ở đâu á, mấy bạn mua về, mấy bạn để nguội mà mấy bạn ăn á, có cảm giác mình sẽ nói cho các bạn biết là nó sẽ cảm giác không ngon bằng cái lúc mà mình nóng ăn tại tiệm như thế này. Ở đây là một lời khuyên chân thành cho các bạn nha, các bạn nhớ ăn khi còn nóng nha. Tại vì cái gì cũng vậy, các bạn để nguội rồi các bạn ăn thì các bạn cảm nhận không đúng được, không đúng được cái chất lượng của chỗ làm của người ta. Đó, các bạn cảm nhận như vậy là sai, mình phải để nóng như thế này mình ăn cảm nhận mới đúng được. Chào tất cả các bạn nha. Bây giờ đổi tay nha. Nãy giờ tôi thấy nó ăn quá tôi chịu không nổi. Tôi bị ứ nước miếng. Thấy cái bánh giò này hấp dẫn quá, hơi review cho các bạn xem chi tiết nha. Ok. Đây bây cái bánh giò này cho một camera heo ăn nha các bạn. Đó, bây giờ đổi tay nha. Ăn tôi ra bây giờ là hết chỗ chứa rồi. Bây giờ phải cho đổi tay thôi. Đây là nhân gì vậy chị? À, nhân thịt bằm với lại nấm mèo với lại trứng cút. Thịt bằm, nấm mèo, trứng cút các bạn nghe rõ không? Này là nhân thịt bằm nha các bạn. Đó, hấp dẫn không? Hấp dẫn gì mà mày rung với mày. Rồi cảm nhận sao? Cái bánh giò là làm sao, ra làm sao đâu, mình phải nói cho mọi người biết. Có nhiều người ta chưa ăn bánh giò nữa. Cái vị này nếu mà đúng hơn á, ai ăn mặn á thì có thể thêm chút xíu nước tương. Ok. Nước mắm gì đó.
Còn đối với những người nào mà không có răng á thì vẫn ăn được. Tôi đảm bảo rất là mềm. À, mình... rất là mềm. Không có răng hả? Giống như mẹ tôi ở nhà, mẹ tôi ở nhà hiện tại là không có răng. Cho nên là này tôi mua cho mắm mì tôi là ok. Rồi ok. À. Thì cái bánh này là mọi lứa tuổi có thể ăn được nha các bạn. Ý nó là như vậy đó. Rất là ngon. Rồi ok. Nè bây giờ nè có nước tương nè, chan nước tương vô ăn đi. Đó, mình chan thêm xíu nước tương vô nữa. Ok. Đó, tôi là tại vì sở thích của tôi là ăn mặn. Không ăn mặn đi. Đó, cho nên tôi mới thêm miếng nước tương vô. Rồi. Đó. Có mấy cái trứng cút các bạn. Review cho mọi người coi. Một cái trứng cút. Có một cái trứng cút rồi nha. Hơi trơn các bạn ơi. Lên tay hơi run. Đây trứng cút. Đây một trứng cút nè. Đây. Nhìn đã không? Liên tưởng tới bi lông. Cho tao cái trứng cút đi mày ơi. À, cho mình bi lông rồi. Thôi ăn đi bạn. Giống bi lông trong thập tam muội á. Ừ. Đây mình sẽ review cái bảng giá này ở đây cho các bạn xem luôn nha. Bánh bao chai là 10.000 nè. Bánh bao nhân dừa là 7.000. Bánh bao nhân khoai môn là 7.000. Đó thì vừa có giá, vừa có tên và vừa có hình ảnh ở đây. Đó mấy bạn xem giúp mình nha. Thì mình đọc cho các bạn xem. Thì bánh bao nhân đậu xanh là 7.000. Bánh bao chai đặc biệt 14.000. Ủa chị, cái bánh bao chai đặc biệt 14.000 này ở trong đây nó có cái gì mà nó đặc biệt hơn cái kia chị? À, nó to hơn cái bánh thường. Rồi cái nhân nó cũng nhiều hơn, nó có nhiều loại ở trong đó nữa. Dạ rồi, 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 cảm ơn chị. Rồi chị cứ bán tiếp đi ạ. Bánh bao nhân bí đỏ 7.000. Bánh bao cua 4.000. Đó, có bánh bao cua đó, nãy sao em không thấy bánh bao cua chị? Là bánh bao bột không ấy. Dạ, 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 dạ. Bánh bao cà vé 7.000. Trứng cút trình nhím hình heo 10.000. Bánh bao hoàng kim 10.000. Bánh bao mè đen 10.000. Nè cái bánh bao mè đen này ăn là bỏ lại mấy bạn ăn vô là nó khác xa với mấy cái bánh khác đi. Bánh bao một trứng cút 10.000. Hai trứng cút xá xíu 15.000. Bánh bao một trứng muối trứng cút 15.000. Bánh bao hai trứng cút 13.000. Rồi ok, và một số há cảo đây. Đó, há cảo thịt, há cảo thịt nhỏ nè, 1.500 một viên. Đó, xíu mại khô 3.500 một viên. Há cảo tôm 3.500 một viên. Há cảo thịt lớn là 3.000 một viên. Nè cái viên há cảo thịt lớn này là vừa nó vừa mình cảm giác nhưng mà ăn vô là nó chất lượng hơn cái viên hay viên kia hay sao á, tại vì mình ăn vô mình thấy nó thịt nhiều dữ lắm nha mấy bạn. Một bánh giò là 12.000. Ok. Đó mình đã review chi tiết cái bảng giá ở đây cho các bạn xem rồi. Thì bạn thích cái nào thì các bạn lại ăn cái đó thôi. Đây xin nhắc lại với các bạn, đây là đại lý của bán lẻ là bánh Thọ Phát nha mấy bạn. Ok. Bánh mình nhà mình nằm ở địa chỉ mấy chị? 67 Hùng Vương, khu phố 2, phường 1. Đây, em thấy cái bảng rồi em quay luôn. Đó, 67 Hùng Vương, khu phố 2, phường 1 thị xã Kiến Tường nha các bạn. Này chị có ship không? Đó, có ship. Chị ship sao? À, một đơn trên 40.000. Thì à. Ship ship trong nội ô Kiến Tường thôi. Rồi, một thực đơn trên 40.000, ship nội ô Kiến Tường nha mấy bạn. Chị có số điện thoại không? Chị đọc số điện thoại cho mọi người nghe không đi. 038 206 2194. Chị tên gì vậy? À, chị tên Linh. Chị tên Linh, Facebook của chị là gì? Facebook Linh Đặng. Facebook Linh Đặng nha. Rồi mấy bạn thấy mình hôm nay mình đến review cái tiệm bánh Thọ Phát này, mấy bạn thấy hấp dẫn. Rồi mấy bạn thấy ứ lại trong cái cuốn họng của mấy bạn những cái giọt nước bọt thì mấy bạn nhớ mấy bạn liên hệ chị Linh Đặng nha. Đó. Thì mình sẽ để số điện thoại link Facebook của chị Linh Đặng ở phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ thì bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video sau. Nhớ bấm like và subscribe kênh cho mình nha các bạn. Ok, bye bye, chào các bạn nha. Đó, bữa nay cho camera eo làm đi chính luôn. Ăn tiếp đi.